Nếu bạn đang muốn tăng thu nhập trong thị trường tài chính, hãy trở thành đối tác liên kết với SM cùng ưu đãi độc quyền như hoa hồng cạnh tranh, không giới hạn lên đến 25 đô mỗi lot, tài liệu sản phẩm miễn phí. Trở thành đối tác của SM, nền tảng giao dịch uy tín và tăng thu nhập ngay. Một con game cực kỳ mới với đồ họa pixel mà các bạn hoàn toàn có thể chơi ở trên website ha. Đây là một tựa game web 3. Các bạn hoàn toàn có thể chơi miễn phí. Trong quá trình chơi game thì các bạn sẽ nhận được những cái box. Và chúng ta mở box thì có cơ hội kiếm lên đến là 1.000 đô. Và ngoài ra thì nó còn có những cái phần quà random khác nữa ha các bạn. Tựa game này mang tên là The Bitcoin. Game này đơn giản thôi. Đây là một cái game dạng là ngục tối. Chúng ta sẽ đánh quái và bảo vệ cái thế giới của chúng ta. Ở đây thì nó có một cái đoạn trailer về game thì các bạn xem qua cái video này ha. Mình sẽ vào ngục tối mình đi chiến đấu nè ha. Mình sẽ sử dụng con chuột để mình đánh và mình di chuyển thì bằng những cái phím lên xuống hoặc là phím W A ha. Thì đồ họa pixel á, cho nên là những cái máy ở cái mức cơ bản này vẫn chơi được ha. Rồi ok ha, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về tựa game này ha các bạn. Hiện tại thì mình đã được chơi game rồi nha. Phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi game nha. Thì ở đây nó có một số thông tin về game nè. Thì các bạn có thể xem qua cái bản đồ này ha. Đây là cái phần giới thiệu về cái tựa game á. Thì ngoài game ra thì mình còn có rất là nhiều nhiệm vụ mình làm luôn nha. Cơ chế là PvE là mình sẽ đi farm quái và trong quá trình farm á thì nó sẽ gớt những cái vật phẩm NFT ha. NFT thì các bạn hoàn toàn có thể bán ở trên chợ nha. Ngoài ra thì nó có cái cơ chế là các bạn sẽ xây dựng ngôi nhà của bạn này ha. Có thêm cơ chế là guild, tức là tổ đội đi chiến đấu. Hiện tại thì chúng ta có thể mua bán các vật phẩm ở trên chợ nha. Thì ở đây nó sẽ có ba cái chợ nha. Cái chợ đầu tiên đó là cái chợ nhân vật. Ở đây thì mình thấy là giá nó cũng khá là ok các bạn. Nhưng mà các bạn vào chơi game thì được tặng miễn phí. Còn nếu các bạn muốn nâng cấp thì các bạn có thể vào chợ để mua nha. Cái đầu tiên đó là chợ nhân vật, các bạn mua giá nó đâu đó khoảng 200 đô đổ lại ha. Chợ thứ hai đó là chợ pet. Thì ở đây là những cái con thú nuôi á, nó đi theo các bạn á. Thì mình thấy pet nó cũng khá là mắc nha, ca mấy 2k ha các bạn. Cái chợ thứ ba là chợ item. Item là những cái phụ kiện, những cái vật phẩm mà các bạn có thể chế tạo để nâng cấp nhân vật nè, và nâng cấp về thú cưng bao gồm là đá nè, đồ ăn, thức uống các thứ nè ha. Thì những cái chợ item này thì giá nó cũng khá là rẻ thôi, khoảng 0.mấy đô thôi. Mình mua thì để mình chế tạo ha, thì những cái item này nó tiêu hao nha, cho nên là giá nó cũng khá là rẻ các bạn. Nếu các bạn muốn đầu tư về nhân vật ha thì có rất là nhiều item luôn nha. Đó là ba cái chợ các bạn có thể mua bán nha. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có một cái thông tin về game, cái phần giới thiệu về game này ha. The Bitcoin là một game nhập vai Goblin giả tưởng, mang khía cạnh là hành động nhịp độ nhanh, kết nối với lối chơi xã hội giống như là trò chơi MMO và NFT ha. Và người chơi sẽ đi qua các ngục tối. Mỗi một cửa ải nó sẽ khó hơn ha. Trong quá trình đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt quái thú và chúng ta nhận được là những cái vật phẩm NFT. Ngoài ra thì các bạn còn có những cái nhiệm vụ như là thám hiểm nè, rồi cướp NFT, rồi xây dựng nhà cửa. Rồi người chơi có nhân vật sáng lập hoàn toàn có thể trải nghiệm trò chơi và nhận được một số lợi ích bổ sung như là chiến lợi phẩm trong các sự kiện nè, rồi nhận PFP. Và các bạn có thể kiếm được cái loot xe, đó là một dạng tiền tệ kiếm được bằng cách là hoàn thành những cái nhiệm vụ ở trong ngục tối. Cái đồng loot xe này là tiền ở trong game các bạn. Đây là thông tin về trò chơi các bạn. Và đây là một số cái thông tin về NFT nè, thì mình cũng đã chia sẻ phần trước ha, bao gồm là NFT nhân vật nè, item cũng như là NFT pet ha. Các bạn có thể tham gia các giải đấu này, hiện tại nó đang mở cái giải đấu này ha. Tham gia giải đấu thì mình sẽ nhận được những cái vật phẩm dành cho những người tham gia đây nha. Đây ha, rất là nhiều những cái sự kiện đây nè, và một số người chơi họ kiếm được những cái phần thưởng nè. Rồi những cái NFT mà họ bán ở trên chợ này ha. Các bạn muốn mua thì bạn kết nối với ví MetaMask nha, thì để mình kết nối cho bạn xem nha. Mình sẽ chọn ví MetaMask nè. Sau đó thì mình xác nhận ví của mình là được nha. Đây mình chuyển sang mạng là Arbitrum ha. Con game này thì nó thuộc hệ của Arbitrum các bạn. Nó yêu cầu là mình xác minh thêm một lần nữa ha. Sau khi kết nối xong thì các bạn muốn mua các vật phẩm thì bạn cần phải nạp tiền vào ví nha. Và ngoài ra nó còn có thêm một cái phần hướng dẫn nữa nha các bạn. Cái phần hướng dẫn này thì dành cho các bạn muốn chơi game để chiến thắng á. Các bạn dành ít thời gian để xem ha. Một số cái câu hỏi thường gặp trong game nè thì nó cũng có giải đáp ở đây nha. Tôi có thể chơi game này không? Rồi về cái phần guild nè. Đó, các bạn muốn tạo guild thì nó cũng có hướng dẫn luôn nha. Rồi thêm một số cái như là về trò chơi nè. Đó, nó sẽ có những cái phần hướng dẫn ở đây nè ha. Contact là cái phần liên hệ nè ha. Rồi thông tin về game nè ha. Đầy đủ luôn nha. Các bạn có thể vào đây để xem nè. Câu hỏi nè, rồi về cái thưởng nè, rồi về cấp độ các thứ nè ha, đầy đủ luôn nha các bạn. Thì đơn giản thôi, mình sẽ làm những cái nhiệm vụ ở đây nè. Nó sẽ có một cái bảng nhiệm vụ ha, các bạn sẽ làm từng bảng nha. Sau khi mà các bạn hoàn thành được một nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được là một cái số điểm nhất định, một cái số điểm point đây nè. Đủ cái số điểm thì các bạn sẽ mở cái hộp box.
trong quá trình mở box á, thì chúng ta sẽ có được những cái phần thưởng random nha, bao gồm là vật phẩm trong game nè, rồi có cả là tiền luôn nha. Tiền thì nó sẽ quy ra tới cái đồng Arbitrum ha, các bạn có thể kiếm lên đến là 150.000 đồng Arbitrum nha các bạn. Đó, rất là nhiều những cái vật phẩm quý để mình bán luôn nha. Thì đó là cái phần Airdrop mà sàn nó dành cho người chơi á. Thì bây giờ để chơi tựa game này thì đơn giản thôi, tại trang chủ các bạn vào cái chỗ này để bạn chơi luôn nha. Đây thì các bạn có thể mở nhạc hoặc là không nha, mình tắt nhạc đi cho nó dễ chơi ha. Sau đó mình chọn Continue để mình vào thôi. Ở đây thì các bạn cần phải hoàn thành các nhiệm vụ đây nè. Thì đủ 400 boy thì mình sẽ mở một lần box nha. Mở thì nó sẽ qua random những cái vật phẩm như mình nói trước á. Cái phần check này á, đó là cái phần để bạn kiểm tra xem là cái tiến độ bạn làm tới đâu. Còn ở đây là những cái phần thưởng bạn mở ra được nè ha. Vật phẩm game nè, có cả Arbitrum các thứ luôn ha. Các bạn sẽ được random là 10 Arbitrum. Ngoài ra thì còn có thêm token game các thứ nữa ha. Ở đây phần thưởng nó lên đến là 150.000 đô các bạn. Phần referral á, đây là cái phần mà các bạn muốn kiếm thêm á. Thì với mỗi một lần giới thiệu mà người chơi có đăng ký qua link giới thiệu của bạn mà họ có chơi game á, thì bạn sẽ nhận được là 3% số điểm họ kiếm được ha. Slidewest á thì nó sẽ mở trong thời gian sắp tới nha. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình làm từng nhiệm vụ nha. Cái nhiệm vụ đầu tiên á thì nó yêu cầu mình làm gì thì mình làm cái đó ha. Mình chọn là GoQuest nè. Ở đây á thì nó yêu cầu mình theo dõi trang Twitter thôi, thì mình vào đây mình theo dõi một cái chuông là được nha. Sau khi xong rồi á thì mình quay lại mình chọn là Verify nha, để nó kiểm tra. Nếu mà ok rồi á thì nó sẽ cho mình qua cái nhiệm vụ thứ hai mình làm ha. Xong rồi thì mình chọn Claim nè. Nhiệm vụ cũng đơn giản ha các bạn, mình được 100 điểm nè ha. Thì mình còn thêm 300 điểm nữa để mình mở được cái boy này ha. Sau đó mình làm nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai này nó yêu cầu mình tạo một cái tài khoản nè, thì mình chọn là GoQuest nha. Ở đây nó yêu cầu mình tạo một cái tài khoản mới thôi. Nói chung là các bạn cứ dành thời gian ra làm tất cả các nhiệm vụ đó ha. Mỗi nhiệm vụ thì mình sẽ kiếm được là 100 boy. Đủ 400 boy thì mình mở được một cái box. Thì khi mà mở được box á thì nó sẽ có random phần thưởng nha. Nếu mà kiếm được 1.000 đô cho một cái box nó cũng khá ok các bạn. Thì tạo tài khoản đơn giản ha, mình chọn Connect Wallet nè, sau đó mình chọn Connect ha. Thì bạn cần kết nối với cái ví DeFi của bạn nha. Ở đây thì mình dùng cái ví MetaMask của mình nè ha. Sau đó mình chọn Netnet là được nha. Ở đây thì mình tạo tài khoản mới nè. Mình làm thêm một bước nè ha. Đây, tạo tài khoản mới nè ha. Đây thì nó yêu cầu bạn đặt tên nha. Rồi đặt tên cho tài khoản game của bạn á. Sau đó mình lại tiếp tục mình tạo nè ha. Mình bấm Allow là xong nha. Bấm Close. Thì khi mà xong ở đây á, nó sẽ kiểm tra nha. Nếu mà ok rồi á, nó sẽ cho mình là 100 điểm. Thì cứ mỗi một nhiệm vụ mình được 100 điểm nha. Thì đây tùy các bạn nha, các bạn sẽ có 3 nhiệm vụ nè, các bạn muốn làm nhiệm vụ nào cũng được nha. Thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ này đi ha. Đây thì nó sẽ yêu cầu bạn làm cái nhiệm vụ này nè. Nếu các bạn không biết thì bạn cứ dịch ra tiếng Việt cho dễ đi ha. Ở đây thì nó bắt bạn chơi một tựa game nha. Mình vào đây để mình chơi luôn nha các bạn. Rồi đây mình vào Start để mình chơi nha. Đây thì mình sẽ dùng nút di chuyển để mình di chuyển, hoặc là các bạn dùng cái nút WASD á. Và mấy cái nhiệm vụ thì bạn sẽ click vào nha. Rồi mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Thì vì cái đồ họa nó dạng pixel á, cho nên là mình chơi nó cũng khá dễ các bạn. Với lại cấu hình nó cũng nhẹ ha. Rồi ok, bây giờ nó yêu cầu mình đi làm nhiệm vụ nè ha. Mình có cây máu nè. Đó. Mình sẽ đi tập đánh cái này trước để mình luyện kỹ năng trước ha. Ok xong nè. Thì khi mà xong rồi thì mình cứ vào đây mình claim nè ha. Mình được thêm 100 điểm nữa nè. Bây giờ thêm mở ra thêm hai cái nhiệm vụ nữa ha. Thì các bạn sẽ có hai lựa chọn nữa nha. Lựa chọn này đi. Rồi xác minh đi ha. Để nó thưởng thêm nè. À, nói chung nhiệm vụ cũng nhàn ha. Sau đó mình vào đây. Đây mình được một cái box nè. Để mình mở box cho bạn xem là được cái gì ha. Đây nè nha. Đây là những cái phần thưởng random này ha. Có cả Arbitrum luôn nha. Rồi thì mình chờ nó xem là được cái gì nha các bạn. Đây để mình mở ra ha. Hy vọng là được đồ ngon nha. Đồ ngon để mình còn lên chợ mình bán kiếm lời nữa. Thì cứ đủ điểm thì mình sẽ được mở một lần box nha các bạn. Đây mình được 200 cái reset spawn nè. Ok, được 200 điểm ha. Thì bây giờ mình làm tiếp nha. Thì mình làm thêm nhiệm vụ này nữa ha. Nói chung là các bạn làm hết là được nha. Rồi để mình vào Start mình chơi nha. Ở đây thì chắc nhiệm vụ đi nói chuyện quá. Đây có một nhiệm vụ nữa các bạn. Những NPC mà có dấu chấm hỏi á, thì mình sẽ vào đó để mình nhận nhiệm vụ mình làm nha. Đây nhiệm vụ cũng đơn giản ha. Đi chào hỏi thôi là được điểm rồi nha. Đó, mình được thêm 100 điểm nữa là mình được mở thêm một box nha các bạn. Ok, để coi nhiệm vụ này làm gì đây. Đi rèn đồ ha. Rồi, để mình làm nhiệm vụ này cho nó dễ ha. Rồi, để mình nhận nhiệm vụ đây, mình đủ điểm mình mở box để mình mở thêm ha. Thì cứ đủ 400 điểm thì mình sẽ được mở một box nha.
trong quá trình mở thì sẽ có tiền nha các bạn. Nếu mà được tiền thì cũng khá ok. Đây, để xem được cái gì nha. Được tiền tươi thì khoát ngon. Đây, này gì đây? Này hình như là NFT quá. Xem này là gì đây? Huy chương nè. Đây là cấp độ của mình hiện tại nha. Hiện tại mình đang ở cấp độ 3 nè. Rồi thì tương tự như vậy, các bạn làm hết các nhiệm vụ đây nha. Khi mà làm xong nhiệm vụ này á, thì nó sẽ mở ra những cái nhiệm vụ khác. Các bạn sẽ kiếm được là 200 điểm nè, hoặc là 100 điểm random nha. Ok, và đó là thông tin về tựa game Bitcoin, cũng như là hướng dẫn cho các bạn chơi game để kiếm tiền. Và nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích, hãy để lại một lượt like, một lượt share và một lượt comment để giúp cho kênh của mình phát triển hơn nhé.